Rồi, anh em xem nắm khăn xem nghe ok chưa nha. Sáng nay làm cái nhận định thị trường đầu ngày như thường lệ cho mọi người. Trước khi vào cái nhận định thị trường đầu ngày thì hôm qua tôi có up một cái clip thì các anh em vui lòng vào nghe. Hôm qua tôi có up một cái clip đêm qua. Nghe dành 5 phút nghe qua nha, đừng có chết vì thiếu hiểu biết. Hôm qua có clip này. Clip này nó ngoài cái việc là giúp cho các bạn không bị mất tiền, không bị lùa gà, nó còn giúp cho các bạn có thể đi lùa gà luôn, bắt bài mấy thằng lùa gà luôn, ok chưa? Ngoài ra giúp thêm một điều nữa thú vị nữa là các bạn nghe clip này xong các bạn sẽ nhận ra rất nhiều cái kênh rất bên ngoài bây giờ nó đang làm cái trò này, và thằng admin nào mà đang nghe này tự mà biết nhột mà tự bỏ cái trò đó đi nha, tự bỏ cái trò đó đi. Nếu không cộng đồng mốt sau này nó khôn hết à, cộng đồng nó khôn lắm, bây giờ nó ngu chứ mai mốt nó tự tự nó khôn ra mình mất mặt lắm nha, mốt mà mình trường cái mặt mình ra cái nó nói trời ơi, đúng đó, hồi đó này vậy vậy vậy, ok chưa? Anh em ai ai chưa nghe qua clip này thì vô nghe nha, ok, nhưng nhấn mạnh lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận định thị trường đầu ngày BGC 4 giờ. Đêm qua nó bị kẹp ở giữa cái đoạn này, mình không dám cho anh em vào, không cho anh em vào ha. Nhưng mà mở sang 30 phút á thì chúng ta thấy nó phá vỡ, nó phá vỡ cái thế, cái mô hình này, nó phá vỡ cái này, bởi vì cái đoạn này nè cái khối lượng tăng cao, nó khả năng nó phá vỡ, và đây là một cái cây rút chân, có thể nó sẽ trả về một cái nhịp, nó trả một cái nhịp đỏ để chạm EMA có âm chín rồi nó mới lên ha. Đây cái cây này, cái cây mà rất là thì cô nói rất nhiều lần rồi ha, rồi không nói nữa. Rồi thì 30 phút nó tạo ra cấu trúc đỉnh đáy sau, nó đang tạo cấu trúc đỉnh sau cao hơn trước, ok chưa? Vậy với cái này, với kinh nghiệm của những người mà tỷ Marine á, thì với cái thế của cái cây nến này và cái cấu trúc này thì nó rất dễ lắp cái này. Cái này giống như một cái gap của nó, cái này giống như là một cái khoảng không, không không có mạnh, nó bữa nay giá sẽ rất dễ lên là cái râu này để lắp cái râu này, quay lại cái râu này để nó test lại lần nữa, test lại lần nữa cái cung cầu của cái râu này trước khi nó tiếp tục nó đi lên và nó đi xuống ha. Nhưng nó sẽ thiên và đi lên nhiều hơn là đi xuống ha, nó thiên và đi lên nhiều hơn là đi xuống. Và cái đoạn này mà nó đi ngang cái chỗ này nè đó, thì lúc đó nó sẽ tạo rất dần 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 nó vượt lên, và cái cụm sóng R này nó đang dâng lên nè, nó dâng lên nó gặp lại EM 200. Khi mà thằng giá nó nằm dưới, nó nằm trên cái cụm sóng R cộng EM 200 cộng lại thì đó một cái vai trò hỗ trợ rất mạnh, và nó sẽ bay một phát nó đi lên rất là nhanh, phá vỡ đi rất là nhanh. Thì khi mà nó đi lên nhanh như vậy á thì nó sẽ lên lại cái vùng này, cái vùng nền giá này, vùng nền giá này đó là BGC, trạng thái của BGC. Cho nên hôm nay chúng ta canh chúng ta bay lên được, nhưng mà lưu ý bữa nay là ngày thứ sáu, bữa nay ngày thứ sáu, vậy chúng ta không dùng cái chiến lược như mấy ngày thường nữa, mà chúng ta sẽ đi ít tiền mà ít con chút để đánh lên, ít tiền ít con chút đánh lên và lướt, và lướt. Ví dụ như đêm qua tôi cho các bạn thấy, hôm qua cô ăn 24.000 đúng không? Ăn 24.000, đêm qua cô ngồi cô chọt chọt cái cô tỷ, cô ăn 5.000 xong rồi cô bỏ chạy, cô không có giữ lệnh gọi là lướt. Còn cái lệnh mà ăn 24.000 là hôm qua, là cái lệnh hôm bữa ăn hôm qua ăn 24.000 là cái lệnh mà ngồi gồng xa cả 2 ngày trời, cả 2 ngày trời. Còn cái lệnh này là cô lướt nè, cho các bạn hiểu cái chiến lược đánh cho nó phù hợp. Hôm qua tôi có nói với các bạn là thay vì lên 600 thì tôi ăn 30.000 đô đúng không? Thì thay vì như vậy thì hôm qua tôi thấy cái 4 giờ của BNB nó rủi ro và tôi đã chốt nó. Tôi chốt nó. Đây cái 4 giờ của BNB rủi ro thì tôi chốt nó. Đây này nè, đến bây giờ vẫn chưa phá lên được nè. Cái 4 giờ của BNB rủi ro thì tôi chốt nó. Tôi chốt 2.000 tư thì coi như là 600 nó gửi lại market của tôi tìm cách tôi tỉa sau. Đó. Thì khi mà chốt nó xong rồi bắt đầu bật sang 30 phút là hôm qua thấy có cái cây này, đêm qua văng là văng cây này, qua văng cây này, văng cây này càng lên này. Đó cho các bạn xem cái lệnh là có ăn lại 5.001, ok chưa? Vậy là cũng gần 30.000 đô rồi, đủ target rồi, 580 các bạn thấy không? Giá mở trung bình 580 là ăn cây này, này. Đó, ăn cây này, em ăn cây này. Lên đây. Chốt, đủ tiền chốt. Và có đã đạt target 30.000 đô ha.
Rồi. Tổng tài khoản của tôi thì bây giờ đang là 60.000 đô x2 rồi, x2 30.000 đô rồi. Hai lệnh, một lệnh 24.000 đô và một lệnh 24.000 đô và một lệnh 5.000. Ok chưa? Rồi. Tại vì bây giờ quay lại cái đoạn mà BTC nó đi lên như vậy nè thì Oncoin bắt đầu nó sẽ lại tiềm năng. Nó sẽ lại tiềm năng. BNB chúng ta đã đạt được một cái mục tiêu là target 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ nó sẽ chinh phục cái mục tiêu target 2 là 600. Cái vùng 600. Đây cái vùng 600. Nó đã lên được mục tiêu là target 1 rồi, bây giờ nó sẽ lên được mục tiêu target 2 vùng 600. À. Nhưng mà hiện giờ giá nó đang rời xa so với R. Rời xa so với R cho nên bữa nay là thứ sáu nữa thì chúng ta sẽ phải không không còn cái kiểu như mấy ngày thường mà tôi đi định mấy chục ngàn đô nữa, mà bây giờ chúng ta những ngày cuối tuần này chúng ta sẽ dùng chiến lược, chúng ta dùng 500, ví dụ như tôi nha, tôi dùng 500 hoặc 1.000, các bạn có thể dùng vài trăm tùy các bạn. Tôi sẽ đánh ít lớn lên, ví dụ VNB tôi sẽ đánh ít 20, BTC tôi sẽ chọn đánh ít 40, ít 50, không còn như như mấy ngày trước mà đánh ít 20, tiền liền đánh ít 20 nữa, dùng chiến lược đó để tỷ những cái đoạn này và ép và đi đánh rất là đánh đánh trên khung M5 M30 M1 M5 M30 tỷ của xe và rút ngắn đánh đánh tỷ rút 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 cứ vậy giống như rỉa dần dần đó, rỉa nó dần dần vậy đó. Ok ha. Và chiêm tinh ngày hôm nay tôi có nói các bạn, nhấn mạnh các bạn bữa nay là hai bạch đỏ, đừng thấy hoa sáng nay hoa nở mà tưởng xuân về nha, đừng thấy bữa nay sáng nay thị trường ok xanh ngon chưa chưa hết ngày ha, nhớ nha, chưa hết ngày. Bữa nay hai bạch đỏ này có thể bữa nay thị trường lên không, có nha các bạn, có, không có cái gì là tuyệt đối, đời chúng ta không có gì tuyệt đối ha. Trong 10 cái đẹp cũng phải có một cái xấu, không đủ thanh thì cũng phải có nhất trọng nha, cũng sẽ phải có, nhưng mà tốt nhất là chúng ta thấy được những cái điều như vậy thì chúng ta cẩn thận tự cảnh báo mình, tự nhắc mình giảm volume cẩn thận, ok chưa ha. Rồi đâu đợi chút, rồi tiếp theo hôm qua tôi có một cái chương tôi có làm một cái clip về cái chương trình của tháng 8, các bạn có thể vui lòng các bạn xem lại cái chương trình của tháng 8 hôm qua, cũng có một cái clip đây, chương trình tháng 8 nhận quà khủng đây, clip này ai chưa xem thì lên xem lại clip này luôn, đây là clip thứ hai các bạn nên nghe qua nên xem qua. Đó là, đây nè, đây đây tôi mở cái file này đi cho nó dễ xem. Mở cái file này đây, nhắc lại chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 cho đến 25 tháng 9 ha, và vẫn như cũ, chúng ta sẽ có thưởng cho top volume 5.000, 3.000, 2.000, 500, 300, 5.000 bây giờ là 250 triệu rồi, 250 triệu cho cấp 1 rồi. Ok chưa? Rồi. Ngoài ra mỗi ngày sẽ tặng 10 đô ngẫu nhiên cho những bạn show USDT nha, chứ không có show phần trăm nha. Show lợi nhuận những bạn mà chơi giỏi chơi tốt. Các bạn đó show được những cái lệnh mà lãi trên 200 đô, mình sẽ chọn ngẫu nhiên mà mình tặng cho mọi người ha. Rồi từ đợt này từ dãy 6 cho đến dãy 200 thì được được tặng tặng 20 USDT. À, được thẳng thẳng luôn 20 GDP sàn thẳng thẳng các bạn luôn đó, tổng giải thưởng nhiêu đây. Ngoài ra đang đang làm cái bánh trung thu, cái bánh trung thu đặc trưng riêng của Ricky Trading, có nghĩa là cái bánh đó sẽ có cái hình của Ricky Trading, cái logo Ricky Trading luôn. Cái bánh này sẽ tặng chắc tặng ít thôi. Tôi sẽ chọn lọc một số bạn tặng, chưa biết tặng như thế nào, thì trong cái clip này tôi có nói các bạn có thể vào trong đó các bạn nghe lại cái hình thức tặng. Rồi đâu để xem. Ok rồi, sáng nay cái clip nhận định chúng ta sẽ làm ngắn ngắn như vậy, một lát chúng ta ăn cơm xong thì lát ăn cơm xong thì cô sẽ bật like để chiến kèm mọi người à, để xem hôm nay để được thêm vài trăm vài ngàn nữa hay không à, vậy ha, hôm nay nhớ nhớ là thứ sáu nha anh em, đánh đấm cẩn thận ok ha, rồi ba anh em nha.